Xin chào tất cả các bạn, bây giờ là hơn 2-3 giờ rồi và chỉ còn vài chục phút nữa là đến giao thừa. Thì trong cái giây phút cuối cùng của năm này và đầu năm mới thì mình cũng xin được gửi lời cảm ơn cũng như lời chúc mừng năm mới đến tất cả các bạn đã luôn ủng hộ kênh YouTube Vườn Hoa Hồng Chuẩn Garden trong suốt một năm vừa qua. Và hy vọng năm sắp tới thì các bạn vẫn sẽ ủng hộ kênh của mình, và mình sẽ chia sẻ với tất cả các bạn những kinh nghiệm và sẽ có thật nhiều những cái giống mới để các bạn có thể sưu tầm. Và trong những cái giờ phút cuối năm này cũng như là đầu năm thì mình xin được chúc tất cả các anh chị và các bạn một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, và sẽ có thật nhiều những cái thành công trong năm mới. Và mong rằng tất cả các anh chị chơi hoa hồng thì chúng ta sẽ có thật nhiều kinh nghiệm để chúng ta chăm sóc những cái bông hồng tốt hơn, để chúng ta có những cái giây phút thư giãn, để khi mà được ngắm những bông hoa hồng thì chúng ta sẽ cảm thấy thật sự thoải mái. Và bây giờ thì mình cũng xin được gửi lời chúc mừng đến tất cả các bạn và xin cảm ơn tất cả các bạn. Xin chúc mừng tất cả các bạn nhé.